Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm. Đó là dây nịt hay gọi còn gọi là dây thắt lưng. Da bò, dập vân cá sấu màu đen. Đầu bằng kim loại màu vàng. Có hình cá sấu. Thì đây là mà da bò cao cấp nha mọi người. Nên người ta sẽ dập vân cá sấu cho nó đẹp. Nó cũng giống như hình da da và vảy cá sấu y chang vậy thôi. Nhưng mà nó chỉ khác là nó là da bò thôi nha mọi người. Dây này dài 1m2 ngang 3.5. Đường chỉ hai bên được may rất là cẩn thận và thẳng hàng. Thì cái loại da này rất dễ dễ, dễ, dễ sử dụng nha mọi người, không có khó khăn gì. Mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862452078 hoặc 0924629729. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Kênh là bán da bò thật, không bán giả da hay simili gì hết nha mọi người. Đầu này là đầu sắt si thôi, si màu vàng. Khóa kẹp nha mọi người, có đường răng. Mọi người khóa lọt vào những cái đường răng nó thì nó không bao giờ tuột ra hoặc là nó chạy tới chạy lui nha mọi người. Rất là chuẩn và an toàn. Thì đây là dòng dây cao cấp. Nó sẽ có độ bền cao nha mọi người. Rồi, mọi người thấy hay, nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.